Cách 2, hướng dẫn lắp ba ga rửa cho PG1. Thì đối với chiếc Yamaha PG1 này á, thì sốp đã quay rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ vẫn quay lại bình thường nhá. Đây là một trong hai cái mẫu ba ga hiện tại có ở sốp này, ba ga màu thanh rửa nhỏ và ba ga màu thanh rửa to. Thì cái hình đầu tiên của mình á, là thanh rửa to nhá. Còn trong video đang quay này thì là khách lại yêu cầu là hai cái thanh rửa nhỏ nhỏ, thì bên sốp hiện tại vẫn đang còn nhá. Không biết khi nào sẽ ngưng sản xuất, nhưng mà bạn nào đặt trước thì có trước. Thì đây là sốp đang khoan một cái lỗ nhỏ cách cái tâm của cái lỗ zin là 2,3 cm. Các bạn nhớ nhá, 2,3 cm. Sau đó thì bên sốp đã cho một cái sẵn một cái con này này, đây là con chêm ha. Các bạn bỏ con chêm này vào trong này. Thì đấy là mình đang canh sao cho nó đẹp nhất có thể, để cho nó vừa luôn á. Nên là mình phải khoan đi khoan lại mấy lần á. Xong rồi thì các bạn dùng cái khóa 10 nhá, mở luôn cái con ốc zin này này. Con ốc zin này là mình sẽ thay thế bằng một cái con ốc khoảng tầm 4 cm mà sốp đã cho sẵn rồi. Thì các bạn chỉ cần gắn vào thôi. Đây ha, cái ốc zin thì nó vẫn nằm ở vị trí này. Ô, có gì đó sẽ sai đấy. Hình như mình mất cái đoạn clip phía trước đó nha các bạn. Mình đây là mình edit lại để mình cho quay cái phần phía trước này. Đấy nha các bạn. Thì đây là cái phần đầu nha, mình quên. Chả hiểu edit kiểu gì mà thôi, chả sao đâu. Tiếp theo thì các bạn mở giúp mình cái yên ra nhá. Rồi lấy mấy cái số đồ nghề của hàng cho ra này. Sau đó là mở hai con ốc này. Hai con này là cùng là khóa 10 ly luôn. Khóa 10 ly. Sau đó là sẽ có một cái pad. Mình sẽ gắn vào đây. Rồi dùng cái con ốc zin vặn lại luôn ha. Hai con ốc zin hôm nãy á. Sau đó các bạn siết nhẹ lại nhá. Theo mình thì chưa cần siết chặt đâu, do kiểu bên mình lắp quen rồi á, nên là mình siết luôn nhá. Chứ theo mình khuyên thì các bạn từ từ. Này là hơi ẩu nhá, sorry mọi người. Rồi thì quay trở lại cái lúc hồi nãy á. Đấy là cái clip ban đầu này. Hai cái con ốc 6 ly cộng với mấy con tán rồi con lông đen. Thì này là tán kéo nha các bạn, nên là các bạn có đi dọc đường thì nó cũng không rơi đâu, yên tâm ha. Đây thì bên Adbiker đã cho sẵn rồi. Thì đối với cái ba ga rửa PG1 này thì các bạn cứ lắp vào thôi, lắp vào bình thường. Đây ha, đó. Sau đó thì siết lại. Vậy là xong rồi. Thì đây là cái mẫu ba ga giá rẻ hết nha các bạn. Hiện tại trên thị trường tầm khoảng 200 mấy. Còn bên mình có cái loại 300 mấy. Nó tùy vào thời điểm nữa. Nó khác nhau nhá. Rồi, cuối cùng thì các bạn so sánh xem nhá. Các bạn thích màu nào thì liên hệ em nhá. Adbiker.